Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Land Cruiser. Chiếc này nếu như anh chị để ý qua Facebook hay là fanpage hay là Zalo của em thì anh chị cũng đã xem được hình ảnh rồi. Thì hôm nay em sẽ gửi đến video để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Đây là một trong số những chiếc xe có thể nói là đỉnh cao của ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu, chứ không riêng gì Toyota hay là riêng gì Nhật Bản. Đây là một trong số những chiếc xe có thương hiệu tuổi đời lâu nhất lịch sử ngành công nghiệp ô tô mọi người nhé. Đây là chiếc Land Cruiser bản V8 máy 4.6 mọi người nhé. Chiếc này của em sản xuất năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, nhập chính hãng mọi người nhé, nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng từ Nhật Bản, màu trắng, nội thất màu đen và xe của em chạy được 2 vạn km rất là mới luôn. Bình thường thì những chiếc xe khác chạy khoảng 2 vạn thì nó cũng bình thường, không phải là quá mới, nhưng những chiếc Land Cruiser này mà chạy khoảng 2 vạn ấy thì nó chẳng khác gì xe mới cả. Bởi vì những chiếc xe này gần như sinh ra để là chạy nhiều và sinh ra để làm việc trong những cái thời tiết, trong cái khí hậu, trong cái những cái cung đường mà xấu nhất thì chiếc xe này sinh ra để làm việc đó. Ở đây thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát thấy một bộ body kit phía trước của chiếc Land Cruiser này. Bản này của em là bản sản xuất về cuối năm 2019 mọi người nhá, nên đã được lên khá là nhiều đồ chơi. Đã điển hình thì mọi người có thể nhìn thấy là có cửa nóc này. Lát nữa vào bên trong thì em sẽ chỉ thêm một vài cái option để cho mọi người quan sát. Màu trắng mọi người nhá. Xe này thì em đã được trang bị hệ thống camera 360 độ rồi. Đó, rất là mới luôn. Màu trắng ạ. Land Cruiser động cơ V8 máy 4.6. Đó. Hiện tại nếu như bây giờ các anh chị mua xe ấy, thì gọi có thể coi là LC300. Cái này thì gọi là LC200 mọi người nhá. LC300 thì sẽ được trang bị động cơ V6 máy 3.5 turbo. Đó, còn chiếc này thì sử dụng động cơ 4.6. Đây là một trong số những cái phiên bản cuối cùng áp chót trước khi Toyota ngừng sản xuất động cơ 4.6 mà ra cái bản 3.5 twin turbo. Thì cái động cơ này á, động cơ 4.6 khí tự nhiên này vẫn được rất rất nhiều khách hàng thích và tìm sử dụng cái dòng này. Đó. Vẫn cảm giác sử dụng máy to vẫn sướng hơn. Như cá nhân em thế, em thích là chạy những con máy to như thế này. Đó. Và tất nhiên khi mà chúng ta chạy máy to thì cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên là đi những cái dòng này thì chúng ta cũng không tính toán gì đến xăng nữa rồi. Đó. Loại lốp mới chạy được có 2 vạn thì chẳng khác gì xe mới đâu ạ. Nếu như ở cái động cơ 3.5 twin turbo nó rơi vào khoảng tầm khoảng tầm 12, 13 thậm chí là 14 lít xăng trên 100 km thì chiếc này chạy khoảng 17 lít mọi người nhá. Đó. Cái dòng này thì không tính về xăng nữa rồi. Lốp này rất là mới luôn, chạy có 2 vạn km. Màu trắng ạ. Động cơ V8 máy 4.6. Tất cả những khách hàng nào đã từng mua xe của em ấy mà hỏi là chiếc xe nào mà em thích nhất thì đây chính là chiếc xe mà em thích nhất và ước ao nhất. Một trong số những chiếc xe mà có cảm giác lái tốt nhất, êm ái nhất, chạy rất là sướng, bền bỉ. Ở thời điểm này mà nếu như anh chị đi mua Land Cruiser ấy, thì giá khá là cao. Cách đây khoảng một năm đi hoặc 2 năm thì anh chị mua có lẽ là giá nó còn hợp lý hơn thời điểm này. Bởi vì cái thời điểm này khi mà chúng ta mua thì giá bây giờ rất là cao rồi. Xe mới thì nó rơi khoảng 4 tỷ 1 gì đó. Thì bây giờ xe mới để lăn bánh được thì rơi vào khoảng tầm, nếu lăn bánh ở Hà Nội nhá mọi người nhá, em tính đâu đó nó cũng rơi vào khoảng 6 tỷ rưỡi. Đó, trên dưới 6 tỷ rưỡi mọi người nhá. Land Cruiser giá rất là cao rồi. Nên là những chiếc lướt như thế này giá cũng khá là cao, cao hơn rất là nhiều so với trước đây. Quan điểm của em ấy thì em vẫn thích chạy cái dòng này hơn là chạy cái động cơ mới máy 3.5. Em vẫn thích chạy 4.6 này. Đó. Ở đây thì hàng ghế thứ ba này thì gần như chúng ta ít khi ngồi thôi, rất là rộng rãi. Đây là chiếc xe 7 chỗ full size, rất là rộng. Đấy. Về giá cả thì thời điểm này chắc mọi người tìm đến xe thì mọi người cũng biết rồi. Mọi người cũng đi tham khảo được khá là nhiều nơi, khá là nhiều đơn vị rồi cung cấp và cho mọi người biết cái giá rồi. Bởi giá thì nó không hề rẻ một chút nào.
bán xe mới, nói chung lăn bánh. Xe mới thì có khoảng 4 tỷ mốt thôi, nhưng mà lăn bánh được thì nó phải 6 tỷ rưỡi, bởi vì đăng ký mất khoảng 500 cộng khoảng tầm 1 tỷ 7, tỷ 8 mới có xe, thậm chí là không có xe để giao. Thế cho nên là những cái chiếc xe cũ như này ấy, đặc biệt là nó lại không còn cái bản này nữa, nên là vẫn rất là được giá trên thị trường, vì cơ bản là chạy cái dòng này sướng hơn. Còn tùy thôi, các bác nào thích 3.5 thì chúng ta có thể tham khảo 3.5. Còn cá nhân em hay là rất là nhiều bác khác thì vẫn thích chạy cái động cơ 4.6 này. Trên chiếc xe này của em thì cũng được lên khá là nhiều đồ chơi rồi, cũng là đầy đủ full option rồi. Đó, màn hình gối này. Đó, cái này có hai màn hình gối ở hai ghế mọi người nhá. Đây. Đó, em sẽ bóc ra đó. Hai màn hình gối ạ, cả bên kia cũng có nhá mọi người nhá. Ở đây thì những phím tinh chỉnh này thì cũng không quá là lạ lẫm so với mọi người nữa rồi. Đặc biệt là dòng này thì bây giờ đã có là sấy ghế cho hàng ghế ở phía sau đây, mọi người có thể sấy nóng, sấy mát này, rất là tiện lợi. Rồi tùy chỉnh điều hòa. Đây là thảm trải sàn 5D mọi người nhá. Đó. Ghế đấy. Ghế màu đen sạch sẽ và đơn giản thôi, không quá là cầu kỳ. Hai màn hình gối được trang bị. Đó. Kính thì được dán kính 3M của Mỹ rồi. Xịn sò rồi. Đó, tất cả những cái chi tiết ở đây mọi người nhìn cho em này, khá là mới. Đây thì sẽ có thêm cửa hít mọi người nhá. Tất cả những cái này là được trang bị thêm nhé, trang bị ngoài đấy ạ. Nguyên bản của xe thì sẽ không có đâu. Đó. Rất là mới. Đây mọi người nhìn em cái mép ghế để ngồi này. Thật sự là đây là một trong số những chiếc xe mà có thể nói là cá nhân em nhé, cá nhân em là thích nhất. Năm sản xuất 2019 mọi người nhé, nhập xuất xứ Nhật Bản này. Đó, rất là rõ đầy đủ thông tin. Chiếc này của em thì đã được trang bị cửa sổ trời rồi mọi người nhé. Đó, đã có cửa sổ trời. Cùng là 2019 nhưng nhiều chiếc xe là sẽ không có cửa sổ trời đâu. Nên là anh chị khi đi mua xe hãy tìm hiểu thật kỹ. Cũng như là để chúng ta yên tâm hơn thì chúng ta nên kiểm tra những cái option, hoặc là có thể tham khảo những cái đơn vị để người ta tư vấn cho. Cùng 2019 nhưng mà có cửa nóc và không có cửa nóc nó khác nhau mọi người nhé. Tất nhiên là chúng ta ít khi dùng thôi, nhưng mà có option hơn thì vẫn thích hơn đúng không ạ? Đây là khối động cơ 4.6 máy V8 được đặt nằm dọc theo thân xe. Đó. Với cái động cơ này thì đã qua rất là nhiều năm sử dụng của những chiếc xe đời trước. Thì kể cả những chiếc nhá, bây giờ nhá, Land Cruiser 2012, 13 phòng cũ rồi, nhưng mà chạy vẫn rất là thích, vì cơ bản là cái dòng lăng này chạy là rất là chắc chắn. Đó. Đặc biệt là các bác cán bộ thì thường thường thích dòng này. Đó, hoặc là các bác nào mà đi chơi gốp hay là đi nhiều rồi, nói chung là đi nhiều thì cảm giác gần như là cái chiếc Land Cruiser này rất là hợp lý. Đây, keo chỉ tất cả em sẽ đảm bảo hết cho mọi người nhé, từ phần keo chỉ cho đến động cơ máy móc. Đó. Đây, khối động cơ vẫn còn máy rất là sáng. Mới lắm mọi người nhá. Rồi. Gáo gương rất là đẹp. Nói chung là chiếc này ấy, thật ra nếu như các bác mà đã từng trải nghiệm, đây là một chút chia sẻ gọi là mang tính cá nhân một chút cho mọi người nhé. Đây là bản thân em thôi, em chia sẻ những cái gì mà cá nhân em suy nghĩ thôi. Thì ở cái thời điểm này mua chiếc này giá thì cũng khá là cao, nói chung khá là cao. Nhưng hiện tại thì khó có thể mua được chiếc khác hợp lý hơn, bởi vì nếu chúng ta mà cứ chờ đợi để nó giảm giá mà để mua thì rất là lâu. Và quan trọng nhất là chúng ta hơn nhau ở cái thời điểm mình có trước thì người ta có trước thôi. Đó. Còn hai nữa, nếu như bác nào mà có điều kiện hoặc là không phải chờ đợi quá lâu, tức là việc chờ đợi nó không quá quan trọng, thì các bác có thể tìm những chiếc xe mới. Theo như thông tin em nắm được thì bây giờ các đơn vị ở hãng cũng không nhận ký chờ những chiếc Land này. Thậm chí là Prado cũng không nhận ký chờ luôn. Nó chỉ có xe thì bán thôi. Nên là cái giá nó bị độn lên rất là nhiều. Chúng ta muốn mua xe thì phải bỏ thêm tiền thôi. Cái này thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì sản phẩm nó không có thì các đơn vị có thì họ sẽ bán tăng lên thôi. Bác nào có nhu cầu thì phải mua thôi. Đó, và thích. Quan trọng là cái quyền sở hữu mà mình thích. Đây, tất cả những cái phím tinh chỉnh ở đây thì còn nguyên bản. Đó.
rất là mới. Đây là cài cầu nhanh, cầu chậm này, rồi các loại đường đèo này, khóa cầu V-side này, hỗ trợ đường đổ đèo này, leo dốc, rồi rất là nhiều tính năng ở đây. Đây thì chúng ta có thể sấy ghế mát, sấy ghế nóng cho hai hàng ghế phía trước và hai hàng ghế phía sau. Đó, còn hàng ghế thứ ba thì không có tính năng này. Ở trên đây thì chúng ta vẫn có những cái phím tinh chỉnh bình thường thôi, ga tự động cruise control và một vài cái tính năng đơn giản, không quá là cầu kỳ. Bởi vì Land này thì cái quan trọng nhất đó là cái việc chúng ta chạy đầm chắc và rất là êm mượt. Đó. Hệ thống camera 360 độ. Đó, nguyên cái này thì được trang bị ngoài mọi người nhá. Hai màn hình gối này, cửa hít. Đó. Trước này của em là cũng là full option rồi, đầy đủ đồ chơi rồi đấy ạ. Xe của em chạy được 28.000 km mọi người nhá. Giá này thì hiện tại bên em đang bán chiếc xe này với giá là 4.950.000.000, sản xuất năm 2019, bản đã có cửa nóc mọi người nhá. Cùng 2019 thì có bản sẽ chưa có cửa nóc đâu. Đó, quan điểm của em thì từ trước đến nay vẫn rõ ràng và chia sẻ với mọi người khá là nhiều lần rồi. Cá nhân em thì ưu tiên cho những chiếc xe đẹp và giá thì có thể thương lượng được một chút. Mình có thể mua một chiếc xe đắt hơn một chút nhưng mà chất lượng phải được đảm bảo và xe phải đẹp. Tiền thì ai cũng quý nhưng mà vấn đề chất lượng và cái tâm của mình bán một chiếc xe ra phải đạt đủ những cái yêu cầu, cái tiêu chí mà mình đưa ra. Đó. Cuối cùng thì xin được kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Nếu như quý anh chị có muốn mua chiếc xe này thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp cho em qua Zalo hoặc là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo mọi người nhé. Bên em thì nhận thu mua đổi các loại xe trên toàn quốc. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bên em thì có rất là nhiều xe khác để cho anh chị có thể lựa chọn. Ngoài chiếc màu trắng này thì bên em còn một chiếc màu đen nữa, sản xuất năm 2020, màu đen mới nhá, nội thất màu nâu. Và chiếc xe đó thì bên em bán 5.350.000.000 mọi người nhá. Đó, 5.350.000.000 và màu đen có nội thất nâu. Đó. Thêm một dịch vụ nữa là bên em có thể ship xe đến toàn quốc, giao xe tận nhà cho quý khách hàng của mình khi mà mua xe của bên em. Thêm nữa thì bên em sẽ nhận thu mua đổi các lại xe đã qua sử dụng. Nếu như anh chị muốn đổi các chiếc xe của mình lấy chiếc xe này thì bên em nhận thu mua lại đổi các, và anh chị không cần phải giao bán ở bất kỳ đơn vị khác hay là gọi người mua, gọi người bán làm gì. Bên em nhận thu mua đến tận nhà, thu mua luôn, đổi các luôn, hoặc là ship xe đến tận nhà, hoặc là anh chị muốn bán xe thì bên em vẫn mua, không cần phải mua nữa. Có việc cần tiền hoặc cần bán hay là nhu cầu đổi thì bán là em mua, đó, mua thì em bán. Đơn giản là về ô tô thì em có thể xử lý hết được. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.